Hello, xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Thì hôm nay với livestream này thì mình lại đưa các bạn đến phòng kỹ thuật laser để chúng ta xem cùng trải nghiệm với chị khách hàng thực hiện là laser môi và mí và lông mày. Thì chị vừa thực hiện laser môi xong, bởi vì laser môi thì tại DK là sử dụng ánh sáng xanh cho nên là cái quá trình này thì máy quay sẽ không quay lại được. Và đây là kết quả của chị sau khi đã laser môi xong. Thì ống kính có thể zoom cận một chút giúp em để chúng ta có thể nhìn thấy. Mặc dù là chị vừa thực hiện laser môi xong nhưng mà chúng ta có thể thấy là không hề có dấu hiệu tổn thương hay là bong chóc trên cái vùng môi của chị. Và mới chỉ một lần duy nhất, chúng ta đã có thể thấy là màu môi của chị trở lên trong trẻo và tự nhiên hơn rất là nhiều. Chị Mỹ Anh ơi, thì chị có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mình laser môi vừa xong như thế nào được không ạ? Ok, chị chia sẻ một chút cho các bạn đang xem livestream cái quá trình đấy giúp em nhé. Khi mà mình làm á thì mình không thấy đau lắm đâu. Dạ vâng ạ. Và lúc ấy sau khi làm xong ấy thì chuyên gia bên em đã cho chị xem cái kết quả chưa? Có rồi bạn ạ. Vâng, thì chị thấy như thế nào về cái kết quả này ạ? Mình thấy ok đấy. Dạ, chị hài lòng không ạ? Được ạ. Vâng ạ. Thì bây giờ không làm mất thời gian của chị nữa thì em sẽ mời chuyên gia tiếp tục thực hiện phần laser lông mày cho mình chị nhé. Dạ, em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện laser lông mày cho chị Mỹ Anh. Thì như chia sẻ của chị Mỹ Anh ban đầu thì chị làm lông mày cũng khá lâu rồi. Và hôm nay chị quyết định đến DK để thực hiện là xóa sửa lông mày và cả môi của mình. Và với cái công nghệ cũ thì cái nét mày, cái dáng mày cũ của chị Mỹ Anh thì nó khá là đậm và nó cứng, không được mềm mại cho lắm. Nên chị quyết định là thực hiện để xóa đi. Thì chúng ta có thể thấy là rất là nhanh, thì chuyên gia đã thực hiện xong một bên. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ rệt sự khác biệt giữa hai bên ạ. Đó, và em mời chuyên gia tiếp tục thực hiện bên tiếp theo nhé. Và hiện tại thì DK đang sử dụng là siêu laser Vicomax 2022. Đây là cái siêu laser có thể nói là hiện đại nhất và cũng là cái laser được chuyển giao công nghệ độc quyền cho DK từ tập đoàn Becosecond. Và đặc biệt là sau khi thực hiện xong thì chúng ta có thể kẻ vẽ hoàn toàn bình thường chỉ sau 15 phút mà không phải kiêng khem gì cả. Rất là nhanh, thì chuyên gia đã thực hiện xong rồi. Và chúng ta cùng nhìn cái kết quả bây giờ và ban đầu thì hoàn toàn khác nhau rồi ạ. Chị Mỹ Anh ơi, chị có thể chia sẻ giúp em là trong cái quá trình laser mày ấy, mình có cảm thấy đau hay là khó chịu không? Mình không cảm thấy đau, mình thấy hơi châm chích một chút thôi. Dạ vâng, là các chị em là nếu mà đi làm đẹp thì hoàn toàn là thoải mái và tự tin. Vì cái nỗi lo mà mọi người lo nhất ấy, là sợ đau thì là không có, đúng không chị? Ok. Dạ vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị nhé. Thì nếu như các bạn đang có vấn đề gì mày môi mí thì hãy liên hệ cho fanpage của DK để được những chuyên gia chăm sóc cũng như tư vấn tận tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.